Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, cảm ơn những thánh bướm thức đẹp của vũ đoàn Sắc Việt, và đặc biệt trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Trống Thanh Lam với tiết mục Trống Nước rất là độc đáo vừa rồi đã khai mạc cho buổi tối ngày hôm nay, như là những lời chào nồng nhiệt nhất mà ban tổ chức một lần nữa muốn được gửi đến cùng với tất cả các quý vị. Và kính thưa các quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ, buổi tối ngày hôm nay thật sự là một dịp mà ban tổ chức mong muốn được gửi đến quý vị những tình cảm cũng như là những nét đặc sắc về văn hóa và ẩm thực của đất và người Hoài Nhơn. Vừa rồi chúng ta đã thưởng thức một tiết mục văn nghệ độc đáo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đi theo Hoài Anh để gặp gỡ một con người mang một tình yêu với Việt Nam. Và chính vì vậy mà anh đã chọn nơi này là nơi lập nghiệp và tôn vinh những giá trị ẩm thực. Đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay, anh đã đóng góp rất lớn trong việc gửi đến các quý vị quan khách ở đây những món ăn thật ngon và cũng thật là đẹp. Vâng ạ, xin phép để cho tôi được đi qua khu vực bên này là khu vực chế biến một gọi là thương hiệu của Hoài Nhơn chúng ta, đó là con cá ngừ đại dương. Và xin được giới thiệu cùng quý vị ông Koizumi Kenji, chủ và bếp trưởng của nhà hàng Nam Sushi Quy Nhơn Bình Định, và ông Kikuchi, giám đốc nhà hàng Nhật Bản tại Đà Nẵng. Xin quý vị dành một tràng pháo tay ạ. Chúng ta trân trọng cảm ơn những vị chuyên gia, những vị đầu bếp tài năng sẽ ngày hôm nay sẽ xử lý món cá ngừ đại dương để gửi tặng đến tất cả các quý vị cùng thưởng thức. Có lẽ là tôi cũng xin phép được trò chuyện với ông Kenji một chút. Dạ. Nếu mà nhắc đến Hoài Nhơn, nhắc đến Tam Quan thì không thể không nhắc đến cá ngừ đại dương. Và hôm nay thì con cá ngừ đại dương này rất là to, nó nặng khoảng bao nhiêu ạ? Trọng lượng cũng như là kích thước. Và chúng ta sẽ chế biến nó như thế nào đây ạ? Đây là 50kg. Khoảng 50kg ạ. Khoảng 120cm ạ. Vâng, tức là 1m2. Một con cá nặng khoảng 50kg và dài 1m2. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến là các vị đầu bếp của chúng ta sẽ cá chế biến cá như thế nào. Với một con cá to như thế này thì chúng ta sẽ cần phải làm xử lý như thế nào để đảm bảo yếu tố chất lượng để cho con cá giữ được cái vị ngon nhất của mình. Trước hết đối với cá ăn sống thì cái độ tươi là cái điều quan trọng nhất. Sau đó là cái cách xử lý của 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 cái điều quan trọng tiếp theo là cái cách thức xử lý cá để làm sao nó giữ được độ tươi đó cho đến khi nó trở thành món ăn đến tay người tiêu dùng. Tuyệt vời! Hội nghị xúc tiến đầu tư thị xã Hoài Nhơn, hợp tác đầu tư và phát triển, thu hút hơn 13.599 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp chiều ngày 25 tháng 6. Hội nghị xúc tiến đầu tư thị xã Hoài Nhơn, hợp tác đầu tư và phát triển kết thúc với kết quả quan trọng. Trong khuôn khổ hội nghị, thị xã Hoài Nhơn giới thiệu những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội, tiềm năng, lợi thế trong thu hút và đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, giới thiệu các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của thị xã. Đặc biệt, buổi tọa đàm tại hội nghị có nhiều ý kiến, tham luận, tư vấn của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp đã, đang và dự kiến đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế thị xã Hoài Nhơn phát triển. Kết thúc hội nghị, thị xã Hoài Nhơn đã thu hút hơn 13.599 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, trong đó Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận 19 nhà đầu tư thực hiện 19 dự án với tổng vốn đầu tư 3.621,38 tỷ đồng, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 11 nhà đầu tư thực hiện 11 dự án với tổng vốn đầu tư 9.978,37 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen cho 7 đơn vị đã có đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hoài Nhơn và của tỉnh Bình Định.